là Irene đến từ Coi68 TV. Đã khá lâu rồi thì mình mới gặp lại anh em ở trên YouTube của Coi68. Và trong video ngày hôm nay thì với tình hình đang khá là ảm đạm của thị trường, Irene muốn thay đổi bầu không khí một chút với một vài những update quan trọng từ những dự án đáng chú ý và có tiềm năng airdrop để anh em có thể kiếm thêm một chút rau cháo qua thời gian khó khăn này nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên thì là tin tức về việc Dapdap hợp tác với Stratify để ra mắt chiến dịch Strutter Turbo Spin. Mới đây thì Dapdap đã kết hợp với dự án Stratify để tạo ra một campaign cho cả OG và người dùng mới để có thể dễ dàng tham gia vào hệ sinh thái của Strutter và sử dụng hiệu quả số Plush mà người dùng đang có. Hiện tại thì pool thưởng của campaign này khá lớn, được cộng hưởng với hơn 25 triệu điểm credit của Strutter. Quy tắc thực hiện thì sẽ khá đơn giản, anh em sẽ cần thực hiện 3 loại nhiệm vụ. Thứ nhất là Friend, thứ hai là Dungeon và thứ ba là Chat. Nhiệm vụ ở Friend thì khá là đơn giản, anh em chỉ cần truy cập vào Dapdap cũng như là các cái D-app được kết nối trên này và tương tác với các D-app này là đã có thể hoàn thành các cái nhiệm vụ trên. Thứ hai là Dungeon thì anh em sẽ cần phải swap token Plush ở trên Stratify và sau đó thì anh em có thể add liquidity vào hai pool là Plush trên ETH và Plush trên USDB. Với nhiệm vụ chat thì anh em sẽ cần phải stake số liquidity của Strutter vào trong các cái pool thanh khoản để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi mà anh em đã swap này, add liquidity và staking vào các cái giao thức trên thì anh em sẽ có thể kiếm được các lượt spin. Hầu hết các nhiệm vụ thì đều được đặt lại sau mỗi 24 giờ nên là anh em có thể thực hiện các cái nhiệm vụ trên mỗi ngày để tăng số lượng spin hay là điểm thưởng và số token mà anh em có thể nhận được. Và cuối cùng là anh em hãy spin ở trên Dapdap để có thể nhận thưởng. Nếu như anh em may mắn thì sẽ nhận được rất nhiều những cái giải thưởng hấp dẫn từ cả hai nền tảng. Với những anh em đang hold đồng coin Plush thì mình nghĩ đây sẽ là một cái nền tảng phù hợp để anh em có thể farm thêm để có thể kiếm phần thưởng. Đường link chi tiết của cái pin này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Tin tức thứ hai là Orderly Network kéo dài thời gian airdrop cũng như là phần thưởng airdrop và hợp tác với Chili's để tổ chức chương trình Football Fest. Hưởng ứng mùa Euro đang cực kỳ nóng hiện tại thì Orderly Network đã thông báo tổ chức chương trình Football Fest cùng với Chili's với các thử thách NFT cùng với phần thưởng lên đến 30.000 CHZ để khuấy động không khí bóng đá trong cộng đồng người dùng. Thời gian của chương trình thì sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Football Fest thì sẽ bao gồm hai hoạt động chính. Thử thách một là giao dịch để có thể nhận vé rút thăm. Thời gian thì sẽ là từ ngày 21 tháng 6 cho đến ngày 14 tháng 7. Cách tham gia là chủ yếu anh em sẽ cần làm các cái task social và thực hiện một khối lượng giao dịch ở trên Orderly với giá trị là khoảng 1.000 đô. Phần thưởng đây là anh em có thể nhận được NFT Football Fest từ Orderly, đồng thời là thỏa mãn điều kiện để tham gia thử thách 2 với cơ hội rút thăm trúng thưởng 10.000 CHZ. Còn thử thách 2 của campaign lần này là dự đoán kết quả trận đấu. Thời gian thì cũng sẽ từ ngày 27 tháng 6 cho đến ngày 14 tháng 7. Cách tham gia ở đây là anh em sẽ hoàn thành các thử thách, ví dụ như là dự đoán kết quả các trận đấu vòng knockout của Euro năm 2024 hay là thực hiện một số các cái task social. Irene cũng sẽ để trên màn hình để anh em có thể dừng lại để theo dõi thêm. Ngoài chương trình hợp tác với Chili's để hâm nóng mùa Euro này thì ngoài ra Orderly Network cũng đang nhận được rất là nhiều sự chú ý của cộng đồng với sự kiện sắp ra mắt token hay là TGE của họ trong chương trình là The Road to the Order với hơn 230.000 địa chỉ ví đang đáp ứng đủ điều kiện để nhận điểm thưởng là Merit. Dự án mới đây thì đã thông báo hai thay đổi quan trọng đến với Merit. Thứ nhất là tăng số lượng token phân bổ cho toàn bộ The Road to the Order từ 59 triệu token lên 92 triệu token Orderly Network, tương đương là tăng lượng airdrop cho cộng đồng từ 10% tổng cung lên 13,3% tổng cung. Và thứ hai là kéo dài chiến dịch The Road to the Order thêm tối đa là 8 tuần nữa và có khả năng là sẽ kết thúc sớm hơn. Merit và The Road to the Order là hệ thống phân bổ airdrop của Orderly Network dành cho các cái nhà giao dịch ở trên bất kỳ công cụ nào được xây dựng ở trên nền tảng này. Dự án thì đã snapshot số dư hoạt động của các cái công cụ ở trên Near vào ngày 10 tháng 6 vừa rồi. Tin tức tiếp theo là dự án Web3 Gaming Pixelverse gọi vốn 5,5 triệu đô từ nhiều quỹ lớn. Pixelverse thì trong thời gian vừa qua đang nổi lên với tư cách là một studio làm game tiên phong trong ngành Web3 với hơn 15 triệu người dùng đăng ký và 5 triệu người chơi hoạt động mỗi ngày. Mới đây thì Pixelverse cho biết đã tổ chức thành công vòng gọi vốn trị giá 5,5 triệu đô từ nhiều quỹ tên tuổi trong ngành. Các nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn mới nhất của Pixelverse thì bao gồm có Delphi Ventures, Merit Circle, Mechasm Capital, Bitscale Capital, G-Hub Capital, Big Brand Holdings và nhiều tên tuổi khác. Và bên cạnh đó cũng có một số các nhà đầu tư cá nhân có tên tuổi khác như là nhà sáng lập The Sandbox hay là CEO của Puggy v.v.
Pierre Kix, đồng sáng lập của quỹ Delphi Ventures thì cho biết như sau: "Chúng tôi rất háo hức được giúp đỡ Pixelverse trong chiến lược sử dụng Telegram là công cụ để thu hút thêm người dùng đến với mảng Web3 Gaming. Đội ngũ dự án là những người rất tài năng và thạo thị trường. Chúng tôi rất nóng lòng được thấy họ có thể thực hiện hóa những mục tiêu có trong lộ trình phát triển của năm nay." Tin tức tiếp theo là Chromia triển khai chương trình thử nghiệm testnet với phần thưởng là 250.000 CHR. Mới đây thì nền tảng blockchain Layer 1 là Chromia đã thông báo triển khai testnet cùng chương trình thưởng khá lớn cho người dùng tham gia trải nghiệm với tổng trị giá lên đến 250.000 CHR. Nếu như anh em đã thực hiện staking token CHR trên Ethereum hay là Binance Chain á, thì anh em có thể truy cập vào trang staking của Chromia và vào tab Container List để tạo ví. Sau đó thì anh em có thể truy cập Faucet và khởi chạy container để nâng cao khả năng nhận thưởng. Chương trình thưởng của Chromia thì sẽ bao gồm 3 hoạt động riêng biệt với mạng lưới thử nghiệm riêng cho từng ứng viên triển khai mainnet cho Chromia. Trong quá trình thử nghiệm thì người dùng có thể có cơ hội tương tác với ví Chromia vào và nhận token CHR phiên bản testnet. Hai hoạt động đầu tiên là hacknet và projectnet để lập trình viên có thể đánh giá phần mềm và những cái khía cạnh kỹ thuật của blockchain mới. Còn hacknet thì sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 6, trùng với thời điểm mà Chromia hoàn tất quá trình thẩm định với đơn vị bảo mật là Trail of Bits. Hoạt động này thì có tổng giải thưởng là 100.000 CHR. Hoạt động cuối cùng là Questnet thì sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6 với mục tiêu là khuyến khích người dùng phổ thông như chúng ta tương tác và thử nghiệm những chức năng mới của Chromia vào và những ứng dụng khác. Phần thưởng cho hạng mục này sẽ là 100.000 CHR với tiêu chí là tính thưởng sẽ được công bố cuối chương trình. Để biết thêm chi tiết về các hoạt động thưởng cho testnet này thì mình cũng sẽ để đường link của dự án ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận cho anh em nhé. Tin tức cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay là Covey huy động hơn 34 triệu đô trong đợt mở bán nốt vào ngày 19 tháng 6. Covey Highcap là một layer module dành cho trò chơi và AI đã huy động được ít nhất là 34 triệu đô la Mỹ trong doanh số bán hàng được cộng đồng hỗ trợ kể từ khi bán public sale nốt của họ vào ngày 5 tháng 6. Dự án thì cho biết là với 38.000 nốt đã được phân phối thì các nốt sẽ tạo ra một xương sống của các mạng phi tập trung, cung cấp giải pháp mạnh mẽ để chống lại sự kiểm soát tập trung và độc quyền dữ liệu. Bằng cách là tham gia với tư cách là nốt xác minh của Carve thì người dùng sẽ trực tiếp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của các giao dịch dữ liệu trên mạng của chúng tôi. Đợt mở bán nốt này thì cũng có sự tham gia của những gã khổng lồ trong ngành như là Animoca Brands, Instellar X cũng như là DoubleJump.Tokyo. Đây cũng có thể coi là một vòng gọi vốn của dự án sau vòng gọi vốn Series A trị giá 10 triệu đô vào tháng 4 vừa rồi với Tri Capital và Consensus. Vậy là vừa rồi thì Irene đã điểm qua những thông tin crypto và blockchain quan trọng và đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về những đợt airdrop của Chromia hay là của DapDap hoặc là một số dự án khác? Hãy để lại comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và anh em có quan tâm những dự án nào khác hay không thì hãy cùng comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe Coin68TV để không bỏ lỡ những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần tới. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!